Hello, chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một trang hoa mà trong hai video vừa rồi mình hay nhắc đến, đó là Mont Blanc Explorer. Đây là một trang hoa mà được đánh giá là có cái nét tương đồng hoặc là gọi là clone đi của Creed Aventus. Thì với cá nhân mình thì mình không thấy nó quá giống lắm, nhưng mà cái đấy là tùy quan điểm của mỗi người thì nó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta bỏ tiền ra mua một trang hoa thì chúng ta sẽ nhận được những cái gì đó, đấy mới là cái điều quan trọng. Thì trước tiên để nói về trang đăng hoa này thì mình xin có một vài chia sẻ với anh em. Thì mình thấy có rất là nhiều anh em comment nói là mình nên thứ nhất là cho giá ở cho từng sản phẩm. Thì mình cũng xin nói là cái giá bán của từng sản phẩm nó tùy thuộc vào từng thương gia đó. Cái này nó là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, cho nên là mình không thể nào mà mình ấp giá được, bởi vì cái giá mình không thể biết được đâu là giá nào là giá chuẩn. Thì nếu như mình mà để giá thì vô tình động đến cái bát cơm của các thương gia đó, thì sẽ rất là mong các anh em thông cảm. Mình thì mình không thể nào mình ấp giá được chi tiết cho từng sản phẩm. Và cái thứ hai nữa thì các anh em cũng rất hay hỏi mình là chỗ mua uy tín. Mình xin nói thật là mình rất là ngại cái vấn đề này, bởi vì là nếu như mình đưa thì có các anh em sợ là sẽ là như kiểu là mình nhận tiền của shop và sau đó là mình PR hộ. Sau đó là mình rất là ngại khi mà nói cái vấn đề là chỗ bán uy tín. Thì thật ra cái trang web perfumista.vn thì hiện tại đến bây giờ là họ cũng có một cái mục, đó là các cái shop có chất lượng mà đã được họ đánh giá, gọi là kiểm định. Thì các anh em có thể vào đó để mà tham khảo và quyết định chọn cái shop nào để mà hạ tiền để mua. Còn thì thật sự là mong các anh em thông cảm là mình rất là ngại khi mà nói những cái vấn đề này, bởi vì có nếu như anh em hiểu thì không sao, nhưng có những bạn không hiểu thì lại cho rằng mình nhận tiền từ các shop mà mình giới thiệu và mình gọi như là mình đẩy khách kiểu như thế, thì mình cảm thấy nó không nên. Đó thì rất là mong các anh em có thông cảm. Quay trở lại chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là chai nước hoa Mont Blanc này. Thì như thường lệ mình sẽ nói những cái cảm nhận của mình thích và không thích ở chai nước hoa này. Ok, trước tiên để nói những cái mình thích ở chai nước hoa này, điều đầu tiên mình khẳng định đây là một chai nước hoa cực kỳ an toàn và đa dụng. Các bạn có thể sử dụng nó 4 mùa, các bạn có thể sử dụng nó các dịp đi chơi, đi làm, đi hẹn hò, vân vân vân, đi party, đi uống nước, nói chung là hiếu hỉ hội nghị, các anh em có thể sử dụng chai đăng hoa này để tham chiến. Với cái mùi hương nhẹ nhàng của nó và rất là nam tính thì các anh em hoàn toàn có thể tự tin xịt chai đăng hoa này ở mọi thời điểm, mọi nơi, mọi lúc mà không hề sợ những mắt hình viên đạn khi nhìn vào chúng ta. Do đó, điều đầu tiên mình thích ở chai đăng hoa này đó là sự đa dụng, sự an toàn của nó rất là ok, rất là nam tính. Điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là khi mình nhắc đến những cái sản phẩm mà có nét tương đồng với sản phẩm của nhà Creed thì thường chúng ta hay được nghe đến đó là Mancera, Cetrap Boys và Amaf Club de Nuit Intense. Thực tế mà nói thì đâu có khoảng hơn 10 chai hoặc là gần 20 chai gì đó là có gọi là mùi hương clone, nhưng hai chai được nhắc đến nhiều nhất đó là Mancera và Amaf. So sánh một cách thẳng thắn với sản phẩm của nhà Mont Blanc, bởi vì chai nước hoa Mancera này nó là chai nước hoa unisex, cho nên nó có cái thiên hướng nữ tính, nó có thiên hướng nồng nàn sexy chứ không phải là nam tính so với nhà Mont Blanc. Do đó nếu như anh em nào thích cái tông mùi của Creed nhưng không, cái thứ nhất là mình không có đủ tiền để mua sản phẩm của nhà Creed, và chúng ta thích một cái sản phẩm rẻ hơn nhưng mùi hương nam tính chứ không theo cái phong cách nồng nàn nữ tính và sexy giống như kiểu Mancera, thì Mont Blanc Explorer này là cái sự lựa chọn tốt hơn. So sánh với Amaf thì mùi hương của nó cũng nam tính, thế nhưng nó có chai nước hoa này có một cái nhược điểm là nó nồng. Thực tế mà nói cái mùi hương của chai nước hoa này thì sử dụng được xuân hè, thì để so sánh một cách công bằng, mùa xuân chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn hay hơn, tốt hơn so với Amaf Club de Nuit Intense. Còn mùa hè chai nước hoa này thì lại quá nồng so với cái điều kiện thời tiết ở ngoài Bắc hay nói chung là của Việt Nam. Do đó nếu như mà xịt chai đăng hoa này vào mùa hè thì lại hơi cảm giác thấy hơi đau đầu nếu như mà chúng ta xịt quá tay. Nhưng điều này lại không xảy ra với Mont Blanc. Mont Blanc mùi hương nó nhẹ nhàng hơn và nó dễ dùng hơn, đa dụng hơn rất là nhiều. Do đó
với cái quan điểm của mình để so sánh một cách thẳng thắn và công bằng thì Mont Blanc trong cái phân khúc những cái so sánh giữa Mancera và Amap thì Mont Blanc nó có cái nhiều ưu điểm hơn. Nếu như anh em nào cần một mùi hương đa dụng và an toàn đó. Ok, thế còn cái điểm mình không thích ở Chanel Hoa này đó là cái gì? Thì đầu tiên mình không thích ở Chanel Hoa này đó là khi các bạn xịt mùi hương này, nó không nói rõ lên bạn là người như thế nào. Nói một cách dễ hiểu hơn, ví dụ bạn là một người thích một người thích nồng nàn, thích sự sexy, thích sự quyến rũ mà cực kỳ quyến rũ thì Versace Eros là cái sự lựa chọn sẽ giúp các bạn thể hiện được bạn là người như thế nào. Nếu như bạn thích cái phong cách sexy và quyến rũ, hoặc nếu như bạn là một người có cái phong cách hơi trầm điềm đạm và có cái thiên hướng classic thì Dolce & Gabbana The Warm Eau de Parfums chẳng hạn, nó sẽ giúp bạn thể hiện được như thế. Còn Mont Blanc Explorer thì lại hoàn toàn khác. Mùi hương của nó rất là chung chung, nó không xấu xa, nó không đê tiện, nhưng nó cũng không phải là khắc họa rõ lên khi bạn xịt mùi hương này là bạn sẽ là như thế nào, mà nó lại ở mức an toàn mà thôi. Do đó nếu như các anh em nào thích một cái mùi hương có thể thể hiện được rõ cái cá tính của mình, thể hiện được rõ cái bản chất con người mình, thì Mont Blanc Explorer không phải là một cái mùi hương như thế. Do đó đấy là cái điểm mình không thích ở Chanel Hoa này. Điểm thứ hai mình không thích ở Chanel Hoa này đó là sau khi xịt nó có thiên hướng skin scent, có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào da của các bạn rất là nhiều. Nếu như các anh em nào da khô, hoặc nói tóm lại là da của các anh em bám mùi không được tốt, thì mùi hương của Chanel Hoa này sẽ bay mùi rất là nhanh. Nhưng ví dụ như da mình chẳng hạn, thì mình xịt ví dụ mình xịt từ sáng đến giờ chẳng hạn nhá, nhưng mình đến bây giờ là khoảng hơn 7 tiếng rồi, thế nhưng mình vẫn cảm thấy nó thoang thoảng trên da. Cho nên là nếu như anh em nào mà da mà bám bình thường ấy, vốn dĩ là bám mùi nó không được tốt, thì Mont Blanc này rất dễ bị nhanh bay mùi. Do đó nếu như anh em nào đang quyết định mua Chanel Hoa này thì cũng cần phải nên cân nhắc, phải biết là da mình, là tính chất da của mình như thế nào. Nếu như có khả năng bám mùi được tốt thì quất tiền hạ mua Chanel Hoa này. Còn nếu như anh em nào mà da khô thì nên cân nhắc mua thử chiết để test mùi xem là nó có ok hay không. Vì như mình đã nói, bản chất của Chanel Hoa này là skin scent đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em những cái quan điểm của mình về Chanel Hoa của nhà Mont Blanc này, những điểm mình thích và không thích. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu anh em thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.